rồi. Đi đâu em Hiền ơi? Trời ơi, này đi bán củi à? Đi bán củi à? Để đây đó, để xuống đây đó. Trời ơi, này đi bán củi. Để đi bán củi à? Đây đó, để xuống đây đó. Trời ơi, đây đi bán củi. Đây đi bán củi à? Ờ, ra đây này, ra đây chào các bà này. Chào Khương, xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. À, các bác thân mến, hôm nay cháu Khương lại lên nhà em Hiển đấy. À, thì hôm nay có... đang đi đến gần nhà em Hiển thì có gặp em Hiển đang vác củi đi bán đấy các bác. Đấy, em chào các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Sáng giờ là em lại mang đi máy vác rồi. Vác hai vác. Vác này vác thứ hai à? À, thế là sáng đi một vác rồi đấy à? Ừ. Ôi dồi ôi, vác to chứ không nặng à? Trời ơi. Hôm nào thì hầu như anh em ra thì cũng có gặp em Hiển là vác củi đi bán đấy các bác. Bây giờ cháu Khương sẽ gánh thử một đoạn xem có bị nặng không. Ui, nặng đấy. Cái này là cây vầu nhỉ. Cây vầu thì này thì bán thì chắc cũng... đây được bao tiền, cái vác này được bao tiền? 5.000 à? 5.000 thì cũng mang đi từ đâu đặt bán đấy? Dưới xá. À... ôi các bác ơi, một bó củi như này mà em Hiển là vác từ đây đi đến xá bán là được 5 đến 7.000. Nếu mà gặp người tốt hơn thì có thể là họ giả 7.000. Nhưng mà có chỗ thì là giả có 5.000 thôi các bác. Ôi, trời đất ơi. Cái củi này thì là ai bán cũng lấy hay là mỗi mình em họ mới lấy? Ai bán cũng lấy. À, ai bán cũng lấy à? Dạ. Ôi, thế là thế nhà còn nhiều củi không? Còn một tí. Còn một tí à? Dạ. Mấy hôm nay thì chân của em đã khỏi hẳn chưa mà em đã đi gánh củi rồi? Cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi à? Dạ. Này các bác, hôm trước thì em Hiển đi trên rừng lấy củi cũng bị gặp tai nạn là bị trẹo chân đấy các bác. Cháu Khương cũng mới đưa em Hiển về nhà được vài hôm thì em Hiển là chân nó khỏi rồi. Đỡ hơn rồi là em Hiển không nỡ ở nhà là em Hiển lại tiếp tục là mang củi đi bán đấy các bác. Em Hiển ở nhà là không yên tâm, là rất là sốt ruột các bác ạ. Củi thì ngày nào em hầu như là mấy hôm vừa rồi ấy, em Hiển là bị đau chân thì chắc là cũng sốt ruột lắm nhỉ. Với củi này thì anh sẽ mang đi bán cho em nhá. Thì là thôi giờ về về nhà đi. Để cái này tí anh lúc nữa anh đi nhà em quay về xong là anh sẽ hộ em là mang đi bán. Đi về đi, đi về nào. Và hiện tại cháu Khương thì cũng có di chuyển đến gần nhà của em Hiển rồi các bác. Ở bên trên kia là một ngôi nhà nho nhỏ của em Hiển sống ở trong rừng ấy. Thì cũng mong là thế các bác sẽ nhiều bác mà chưa theo dõi những cái thước phim mà các cháu lên đây ghi hình với lại ngôi nhà của em Hiển ấy thì chưa biết về ngôi nhà của em Hiển như nào. Và bây giờ thì cháu Khương sẽ xin giới thiệu một lần nữa thì là ở trên kia là ngôi nhà nho nhỏ của em Hiển hiện tại đang sống biệt lập ở trong rừng ấy các bác. Nếu mà các bác mà chưa nắm rõ được thì hôm nay thì cháu Khương với cả em Hiển là em Hiển hôm nay là được một ngày là em mạnh khỏe và cháu Khương sẽ cùng em Hiển về khám phá lại ngôi nhà của em Hiển một lần nữa để cho các bác
cùng nắm rõ về hoàn cảnh của em Hiển éo le như thế nào các bác nhé. Em Hiển là bố mẹ là hắt hủi, là bỏ rơi em từ nhỏ, em nào không có nơi nương tựa, là em bây giờ được làm một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ở gần bà ngoại các bác, thì là đang ở đất của nhà cậu, nên là cũng một thời gian nữa không lâu là cậu mợ là lấy lại đất ấy, thì em Hiển sẽ không có chỗ ở nữa, nên là các cháu mới thấy hoàn cảnh của em Hiển khổ đến như vậy, thì là các cháu mới lên đây để chia sẻ, để giúp em Hiển có thêm được một cái gì đó để em Hiển không phải phụ thuộc vào bất cứ ai các bác. Và bây giờ thì anh em mình lên nhà đi. Hôm nay cháu lên thì cũng có mua cho em Hiển là 2 cân thịt các bác ạ. Hôm nay là thịt lợn đen ở dưới chợ. Đấy, hôm nay chợ là thịt rất là ngon các bác. Đây, mua cho em Hiển 2 cân thịt. Mấy hôm trước cháu Cương lên ấy thì em Hiển là cũng hết thức ăn rồi. Đấy, cả ăn cơm không ấy thì là rất là thương xót cho em Hiển. Không có một tí thức ăn nào để em ăn để tầm bổ. Các cháu cũng không dám mua nhiều lên cho em Hiển được các bác. Vì mua nhiều ấy thì là thứ nhất là em Hiển là không có chỗ để bảo quản. Còn thứ hai là để nhiều sẽ sợ những kẻ xấu lại đến rình rập lại lấy đi hết của em Hiển ấy. Thì là các cháu sẽ tính phương án là em Hiển hết lại mua thêm cho các bác. Trước là cái mái nhà của em bị tốc như này thì là bây giờ còn bị dồn nữa không em? Không. Và chiều hôm mà tốc mái xong là có bị mưa ngày nào không? Không bị mưa đâu đúng không? Bây giờ thì khả năng là theo đây xem qua lại một lần nữa xem. Nếu như mà để mà nhà của em Hiển ấy bị tốc mái như này thì cũng chưa, từ hôm sửa đến giờ là cũng chưa mưa to trận nào các bác, thì có thể là cũng chưa biết là sẽ có bị dồn nữa hay không. Nếu mà mưa to thì có khả năng là mới biết được. Để mà mưa to ấy, nếu mà dồn ấy thì cháu Khương sẽ tiếp tục là mua bạt thêm, là đi phủ lại cái bạt ở trên kia một lớp nữa để cho đến dồn đấy các bác. Hôm trước thì em Hiển cũng có đi chăn trâu thuê thì họ thương quá không có con gà nào ấy, thì là em Hiển cũng họ cho được một con gà là về nuôi. Bây giờ thì gia đình em Hiển là có bà ngoại làm cho một cái chuồng gà nhỏ nhỏ ở dưới gầm nhà này các bác. Đấy, bớt cùi à. Hôm nay khỏi lại tiếp tục đi lên rừng lấy củi rất là nhiều rồi các bác. Củi của em là để ở dưới gầm sàn rất là nhiều. Củi mang đi bán là không bao giờ thiếu rồi. Một em bé mà năm nay có được 14 tuổi thôi mà làm lũ đủ thứ để đi kiếm sống ấy các bác. Hầu như là ngày em ở nhà thì rất là ít. Chủ yếu là ở rừng nhiều, là đi lấy củi này, đi lấy cỏ, xong là đi lấy chuối hột nữa các bác. Là em có thể là em xin dừng là mang chuối hột đi xuống đây để phơi khô ấy, thì là cháu sẽ hộ em Hiển là mang đi bán ở trên kênh. Nếu như bác nào mà có muốn sử dụng cái hoa chuối à đâu chuối hột các bác, chuối hột là những quả như này này, là em Hiển là lên rừng lấy về là sẽ thái lát nhỏ để mang đi bán, là cháu Cương là sẽ hộ em Hiển bán ở trên kênh. Nếu mà được quý bác anh chị nào mà ủng hộ ấy, thì là cháu Cương sẽ đây này sẽ bán hộ em Hiển luôn. Đây này các bác, đây là cái chối hột mà em Hiển hiện tại đang phơi, là khi nào mà khô ấy, thì cháu Cương sẽ bảo em Hiển là cho vào túi bóng, là cháu Cương mang lên trên huyện. Khi nào mà có bác nào là ủng hộ thì cháu Cương sẽ bán hộ em Hiển luôn. Là phơi ở trên này là có nắng nhỉ, có để cẩn thận tí nó trôi xuống là toang luôn đấy, là rơi hết đấy. Em có cái mái nhà rất là thấp, thò tay đến tận mái nhà rồi.
đi về nhà đi. Trong là có vẻ là gọn gàng sạch sẽ này các bác. Hôm trước lên thì cả cái mái nhà của em Hiển đây là bị gió thổi là tốc hết lên các bác. Lật hết lên thì cháu Cương với cả em Thịnh với lại em Trinh là hộ em làm lại cái này. Còn nếu mà cháu không ra sớm hơn một chút thì không biết là tìm em Hiển ở đâu nữa. Em Hiển có gấp một cái đống quần áo rất là to là mang vào là đi hang đá ở trên rừng trên kia để ở thôi. Do là ở đây là mưa gió to quá nên hát hết mái thì em Hiển sợ quá các bác, không dám ở nữa. Đấy. Đây anh mua cho em ít thịt này, tí em nấu cơm ăn nhá. Ừ. Những cái đồ mà nhu yếu phẩm ấy, cái nào mà em thiếu cái nào thì gọi cho anh để anh mua giấy kia lên cho em nhé. Có điện thoại á? Điện thoại thì bây giờ thì cũng để anh xem nào, mấy hôm nữa nếu mà có thêm cái phí để anh mua cái mới cho em. Cái kia thì thôi không phải tìm nữa, lên rừng thì cũng rất là nguy hiểm, bây giờ là cũng không biết là ai lấy nữa hay là rơi cũng không biết. Nếu mà rơi thì ở trên rừng như kia bây giờ thì mấy hôm nay mưa thì cũng là hỏng hết rồi. Đấy, xem nếu mà có mua xem có cái nào rẻ rẻ thì anh mua cho em một cái để em dùng. Em này đi đâu ấy? Chị đi đâu ấy? Em đi lấy chuối. Đi đâu? Đi lấy chuối để ra trong nhà. À, lấy chuối à? Chuối chuối hột đấy á? Hôm nay thì đã khô rồi các bác ạ, thì là sẽ cho vào túi để em Hiển lấy cái này để phơi tiếp các bác. Rồi cái này để anh mang đi nè. Cái này là làm gì thì em lấy này quay không? Em này phơi kia à? Dạ, rửa xong rồi. Rửa cái này thái phơi tiếp đúng không? Dạ. Ừ. Đúng rồi, bây giờ trời nắng một chút rồi thì là em tranh thủ là em phơi nốt cái chỗ này đi. Xong rồi để nhiều một chút thì anh mang đi anh bán nha. Thế em đã ăn cơm chưa? Dạ. Vẫn chưa ăn đúng không? Thế thì bây giờ em rửa chuối này đi, xong là anh đi nấu cơm cho em nhé. Nấu cơm xong là ăn xong chiều, còn nếu mà còn đi bán củi tiếp thì em đi. Thế bây giờ em cứ thái cái này phơi đi, vì bây giờ anh cũng không biết làm gì thì anh cái này anh không biết thái, em tự thái xong là anh nấu cơm. Dạ. Anh chưa mang con gạo không đấy? Gạo con. Gạo con à? Hết gạo thì bảo anh nhá. Bây giờ anh không dám mua nhiều để ở nhà cho em cả. Nếu mà mua nhiều quá thì là bọn nhìn thấy lại ghen tị hay như nào lại ra để trộm đi thì lại phí tiền. Tiền là cái bác của em là bảo anh mua cho nên là anh cũng không dám mua nhiều cả. Em hết em lại bảo anh, xong anh lại mua lên cho nhé. Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì à Hiến?
Sao lại mì tôm còn không? Không còn. Hết rồi à? Còn thế thì mai anh mua mì tôm cho ăn sáng nhá. Ăn mì tôm xong rồi mới đi làm thì chứ sáng giờ em dịp đói mà em đi ăn thì ôi, cái nhựa của nó dính thay. Rất là nhiều nhựa nha các bác nhé. Cái này thì cái chuối hồn này thì rất là tốt. Nhiều bác là muốn dùng cái này để làm thuốc ấy, ngâm rượu, có thể là ngâm rượu này, có thể là mang đi đi ngâm pha nước uống các bác, pha uống như trà cũng được các bác nhé. Đây, bây giờ thì cháu sẽ bỏ ra để xem cái hột bên trong thì cho các bác cùng xem về cái chuối hột của em Hiền này các bác. Là hột đen xì này các bác. Đấy. Chỉ có ở trên rừng già này mới có thôi các bác ạ. Ở chỗ cháu Khương cũng bây giờ bị cạn hết rồi. Người ta thu gom rất là nhiều. Bây giờ để mà đi lấy trên rừng được 1-2 cân chuối hột này thì cũng rất là vất vả. Đây là phải lấy cái gì thái được. Thất à? Hay là ở đây đêm hôm về hôm qua anh không ra thì có tiếng động gì không? Không có tiếng động đúng không? Thì hôm trước thì Đào Khương cũng có cảnh báo rồi, nếu mà tiếp tục mà những có những cái chuyện đấy xảy ra mà không may cho em Hiền đấy thì là mình cho anh sẽ thông báo với chính quyền địa phương ấy thì là chắc có thể là những cái vị khán giả đấy xem được kênh thì cũng là sợ các bác thì là không dám đến để quay phá em Hiền nữa. Bây giờ lúc nào ở nhà luôn các bác ạ. Không đi lấy củi thì lên rừng đi lấy hoa chuối, mang củi đi bán xong đi lấy củi gặp chuối hột là lấy về chuối hột về luôn các bác. Đến thời điểm hiện tại là em Hiền đã bây giờ đã 12 giờ rồi, em Hiền còn chưa ăn gì các bác ạ. Sáng cũng không ăn gì luôn. Thì bây giờ cháu Khương có mua ít thức ăn để cháu Khương sẽ nấu cơm cho em Hiền ăn. Trong chiều em Hiền đi đâu thì tiếp tục để đi nhé. Cẩn thận vào tay nhá. Rất là nhiều hột các bác. Cắt đá đầu nó ra nhé, để làm sạch xé nhé, để còn hơi khô hoặc để bán cho các bác nhé. Bây giờ em Hiền là đang ngoài kia băm chuối hột thì cháu Khương sẽ ở nhà để giúp em Hiền nấu cơm cho các bác. Cái túi gạo này là hôm kia là cháu Khương cũng có mua lên cho em Hiền, là được một bác giấu tên ở dưới Hà Nội là gửi cho 400.000 là mua 20 cân cho em Hiền đấy các bác. Thì cháu cũng có mua là còn bây giờ còn khá là nhiều các bác ạ. Thì cháu Khương không dám mua nhiều vì mua nhiều quá thì là sẽ sợ là bị trộm cắp nó đến lấy các bác. Khương sẽ ăn cùng em Hiền luôn các bác. Nấu cả buổi sáng, buổi trưa này ăn. Để tối em Hiền không phải nấu nữa. Nhà Khương nấu sẽ nấu 3 bát cho em Hiền tối đứa phải nấu. Ở đây là cái món quà của bác giáo tên ở Hà Nội có gửi cho là 1.200.000 là mua cho 3 hộ gia đình ấy các bác. Thì là có cả hai ông cháu này,
hai ông cụ 92 tuổi là mới nhà là 20 cân, 400.000 là cháu Cương sẽ mua cho những từng hộ gia đình đấy. Cũng cảm ơn bác rất là nhiều đã gửi những cái phần quà rất là ý nghĩa cho em Hiền. Thì đun sau lấy xong thì cứ gọn như này bác. Có gạo này có lấy không? Dạ, có. Có à? Có thì anh cho vào chậu đi nhá. Lấy cơm thì anh hôm nay trưa nay cho anh ăn cơm của em luôn. Thì là anh sẽ nấu cả phần tối nay luôn. Thì là em ăn tối nay em đi bán củi hoặc đi lấy củi về thì là em không phải nấu nữa. Về thì em chỉ có nhặt rau về để làm thức ăn, làm rau ăn với thức ăn ăn thôi. Thì là không phải đun cơm, nấu cơm nữa. Em Hiền là tận dụng những cái nước vo gạo này dùng để lấy nữa là xách lên cho bà ngoại cho lợn ăn đấy các bác. Người dân ở trên vùng cao này thì là không có con lợn ấy, không có nuôi tăng trọng bao giờ các bác ạ. Tận dụng những cái nước vo gạo rồi là nước cám để cho ăn thôi. Nên là những cái lợn thịt lợn ở trên này rất là ngon và chất lượng. Một con có thể là nuôi một năm hoặc là 2 năm mới có thể là thịt được các bác. Có ăn nhiều nước không? Như này được chưa? Nếp của em hơi chớp đấy. Khi mà đang mắc nồi cơm mà chưa sôi ấy thì là cháu Cương sẽ tranh thủ là đi thái thêm thức ăn. Khi mà nồi cơm cạn rồi thì là sẽ tiếp tục là có cái thức ăn này lên chảo luôn các bác. Thì nhanh được rút ngắn thời gian cho em Hiền. Thì hôm nay mua thịt là rất là ngon các bác. Mua 2 cân để 1 cân để ướp muối rồi các bác ạ. Cân này thì để mang sẽ mang thái được bao nhiêu thì còn thừa thì ướp muối tiếp để cho em Hiền ăn dần các bác. Cái hột này thì còn một tí nữa chưa thái hết các bạn. Tí nữa thì em Hiền sẽ tiếp tục để thái cái chuối hột này để mang đi phơi các bác. Thịt này mà rang thì rất là ngon luôn các bạn. Lâu lâu mà các cháu lên đây thì cũng có hôm trước mua cá khô ấy thì là ăn cá khô nhiều quá thì thành ra là em Hiền là không ăn được. Dạ, phải mua thịt các bác. Cơm sôi chưa em? Ui, còn chưa nhóm được lửa cơ mà. Trời. Cho nhiều củi vào. Được rồi, nó cháy thế là được rồi. Cho thêm nhiều củi vào. À, củi em còn nhiều này. Đấy, hết em lại mang củi ra đây để mưa để còn có củi mà đun nhá. Đây, cho thêm củi vào này.
cho cái bóng này vào đốt luôn này. Đỡ bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài là rất là ô nhiễm. Những cái túi bóng là em không được vứt lung tung đâu nhá. Em gom lại là lâu lâu là em đốt đi thì không để vứt lung tung này là sau này là bị ô nhiễm lắm. Rất là lâu phân hủy. Rồi bây giờ thì thịt cũng được lên chảo để rang rồi các bác ạ. Nồi cơm thì cũng đã cạn rồi thì bác nồi cơm để nó khô hơn đấy các bác. Thì là rang thịt nữa thì sẽ được cho em Hiển ăn cơm luôn các bác. Chiều là em Hiển còn đi làm nữa nên là tranh thủ là nấu cơm cho em Hiển ăn. Hôm nay thịt rất là ngon các bác ạ. Thưa các bác ạ, bây giờ hiện tại cháu Cương với cả em Hiển cũng đã nấu xong bữa trưa rồi. Bây giờ cháu Cương sẽ cùng em Hiển là ăn cơm tại nhà em Hiển luôn. Thì là chiều là em Hiển tiếp tục đi lấy củi ấy, thì hôm nay thì cháu Cương có mua được chút ít thịt là ăn cơm với em Hiển luôn. Thì là chiều là cho em Hiển, nếu mà em Hiển đi lên trên rừng lấy củi ấy thì là cho em Hiển lên lấy. Còn là cháu Cương sẽ giúp em Hiển là mang củi đi bán đấy các bác. Và bây giờ thì cháu Cương xin mời các bác cùng cháu Cương dùng bữa trưa cùng em Hiển các bác nhé. Con mời các ông các bà ăn cơm ạ. À. Để em ăn đi. Sao ăn ít đi. Ăn thêm một tí nữa đi. Sao ăn ít đi. Đây, hôm nay thịt rất là ngon các bác ạ. Thịt đây là thịt lợn đen. Ở trên bản người ta nuôi là không nuôi cám ấy, thì cháu Cương mua là mua những cái thịt rất là ngon để cho em Hiển đấy các bác. Ôi, bây giờ thì cháu Cương với cả em Hiền sẽ ăn cơm. Là cháu sẽ dừng ghi hình ở đây để cho em Hiền là tiện ăn cơm với các bác. Chứ để mà ghi hình như này em Hiền rất là ngại, là không muốn ăn đấy các bác. Tí lại không dám ăn nhiều, lên rừng lấy củi lại thành ra là đói, không có sức khỏe các bác. Ăn ăn nhiều nhá, chiều còn lên rừng nữa. Giống bây giờ thì hiện tại thì cháu Cương với cả em Hiển cũng đã ăn cơm xong rồi các bác. Thì bây giờ thì cháu cũng di chuyển là đi về là hộ em Hiển mang củi đi bán luôn. Thì bây giờ em có đi đâu nữa không? Đi lấy củi à? Bây giờ là lên rừng lấy củi à? Thế thì đi lấy gần gần thôi nhá, không đi xa lấy đâu nhá. Thì anh sẽ hộ em bán bác củi lúc nãy em vác đi. Thì là bán xem được bao tiền thì mai anh quay lại anh sẽ đưa cái số tiền bán củi đấy cho em nhá. Thế thì về sớm sớm đi, xong là về sớm, không đi về muộn đâu nhá, về muộn là nguy hiểm lắm, một mình nữa. Thôi thế đi nhá, anh đi về đây, đi đi bán củi cho em. Con chào các ông các bà. Đi đi về lấy cẩn thận nhá. Yeah.
Đấy các bạn, hôm nay theo như lời hứa của cháu Khương với em Hiền thì hôm nay thì cháu Khương sẽ giúp em Hiền là mang cái bó củi này đi bán cho em Hiền luôn các bác. Bây giờ sẽ gác lên xe để mang đi bán cho em Hiền. Ui, dài quá. Ôi dài quá, chở kiểu gì đây? Khả năng là để cái này là không thể là chở được các bác. Bây giờ cháu Khương sẽ gánh một đoạn sang chỗ bên kia, là qua cái đoạn đường đi khó kia thì cháu Khương sẽ buộc lại, để buộc lại trên xe để mang đi bán cho em Hiền các bác. Còn bây giờ để mà để như này thì là không thể nào là chở đi được, đường đi rất là khó các bác. Cháu Khương sẽ để xe ở đây và gánh cái bó củi này sang bên kia, rồi là lúc nữa cháu Khương sẽ quay trở lại là ra đây để lấy lại xe các bác. Hôm nay cháu Khương sẽ thử thách một lần là thay mặt em Hiền là đi bán bó củi này xem. Để em Hiền một ngày em Hiền đi bán củi ấy, thì là cái cuộc sống mà kiếm cái đồng tiền của em Hiền là đi xuống dưới xá khó khăn như thế nào các bác nhé. Cũng không thể chở được xe máy thì cũng phải gánh thêm một đoạn nữa, thì là vừa đi vừa gánh như này thì khó mà để ghi hình ấy, thì cháu Khương là xin phép là dừng video tại đây và tranh thủ là mang củi này đi bán cho em Hiền các bác nhé. Và bây giờ thì cháu xin khép video tại đây. Cuối video thì cháu xin gửi lời chúc, lời chào tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị sẽ luôn luôn đồng hành cùng cháu Khương và cũng như là em Hiền các bác nhé. Sẽ mong các bác sẽ xem được những cái thước phim mà khi các cháu lên đây chia sẻ, sẽ tiếp tục nhận được sự trợ duyên của tất cả quý cô bác, anh chị để giúp em Hiền có được một cuộc sống tốt hơn các bác nhé. Bây giờ hiện tại thì em Hiền đang ở trong rừng như vậy thì thời gian vừa qua ấy thì xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề rất là nguy hiểm cho em Hiền, nên là kính mong quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục giang rộng vòng tay, mỗi người chung sức, mỗi người góp một chút ít để có thể là giúp cho em Hiền có được một mảnh đất, có một ngôi nhà để ở dưới đường ô tô kia thì tiện hơn. Chứ ở trong rừng như này thì cháu Khương cũng rất là lo lắng. Và mấy hôm nay thì khi mà các cháu lên trên huyện ở ấy thì cũng phải thay nhau, luân phiên thay nhau để anh em ra đây để trực, là không cho kẻ xấu nó đến hãm hại em Hiền ấy, thì rất là khổ cho các anh em. Thì cũng mong sẽ tiếp tục các bác sẽ thông cảm và hiểu thấu về cuộc sống của em Hiền cô đơn 14 tuổi các bác nhé. Và bây giờ thì cháu Khương xin chào và hẹn gặp lại tất cả trong thước phim tiếp theo. Xin chào các bác. Cháu Khương hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng, mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây dốc hết mật, xong là tách cho nước ra, cho mật rơi xuống hết ở đây, là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Hôm nay thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu, là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con nữa các bác ạ. Đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nhỏ của cháu để cháu Khương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là đóng cái này là cháu đã đóng chai rồi, thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ.